Thời gian nghỉ học do dịch bệnh kéo dài nên để đảm bảo cho học sinh vẫn giữ được nền nếp học tập, nhiều trường học đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó phổ biến nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng bài trực tuyến cho học sinh. Mặc dù học sinh nghỉ học, nhưng các giáo viên ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương vẫn sinh hoạt tổ hàng tuần để bàn các phương án dạy học trực tuyến cho học sinh cả khối lớp. Hiện các giáo viên ở trường đang sử dụng 4 nền tảng để dạy trực tuyến, đó là VNPT e-learning, hệ thống trường học kết nối của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống Serp Classroom và thông qua các mạng xã hội phổ biến. Thông qua đây, các giáo viên sẽ giao bài tập để các em làm bài ở nhà, sau đó chấm điểm và trao đổi ngay trên không gian mạng. Thời gian nghỉ học kéo dài nên đây là một phương án khả thi để giúp các em học sinh ôn tập. Đối với tôi có tạo cái nhóm học online trong cái để cho hướng dẫn và thông tin kịp thời cho mẹ em. Và bản thân tôi là cũng mới mẻ nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá thích thú bởi vì cái tương tác giữa học sinh và giáo viên nó tương đối chặt chẽ và nó cũng làm cho học sinh cảm thấy có những cái giáo viên mới mẻ thì học sinh thích như vậy. Thì tôi cũng cảm thấy là tôi sửa bài đưa lên thì học sinh học rất là ổn. Trong thời gian đến thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn học sinh học tập tại nhà và đặc biệt đối với học sinh lớp 9, các môn văn toán tiếng Anh lớp 9. Thì nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo hướng dẫn cho các em đọc trước những nội dung mà đài truyền hình TRT sẽ phát trong thời gian đến để các em học tập hiệu quả hơn. Và giáo viên bộ môn toán văn tiếng Anh 9 cũng phải theo dõi chương trình để cùng nắm bắt chương trình và giải quyết những thắc mắc của các em nếu có. Hiện nay các học sinh khối 9 và khối 12 đang tiếp cận phương pháp học qua truyền hình, còn cả khối lớp còn lại, các thầy cô, các bậc phụ huynh vẫn đang động viên các em phát huy tinh thần tự giác trong học tập. Bằng việc trao đổi trực tuyến thường xuyên, các em đã giữ được thói quen học tập ngay trong khi không được đến trường. Trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch COVID-19 thì là các thầy cô cũng đã ra bài tập và củng cố kiến thức, đặc biệt là các bài tập nâng cao qua các trang web. Mỗi lần cô ra bài là cháu đều mở bài lên và sau đó làm như đó là một buổi học vậy. Thực sự là bản thân tôi là phụ huynh thì tôi thấy là cái việc mà giáo viên ra các cái bài tập để củng cố kiến thức cũ, đồng thời là một số cái bài tập nâng cao để đưa cho các cháu là rèn luyện cái kiến thức và nâng cao cái kiến thức đã học thì thực sự rất là tốt và hiệu quả. Thì theo tôi thì cái phương pháp này nó khác với phương pháp học truyền thống là nó trực tiếp giữa thầy cô và học sinh. Thì đây là một cái cách để các cháu tiếp cận cái công nghệ mới cũng như là các cháu rèn luyện được cái tính chủ động tự giác khi các cháu phải tự tải bài về rồi làm và tải bài lên. Và thực sự là các cái giáo viên tương tác với các cháu rất là tốt. Mỗi bài các cháu nộp lên thì cô đều trả lại và đưa những cái nhận xét chấm điểm và các cháu sẽ tự biết là mình sai ở đâu để các cháu khắc phục. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Việc điều chỉnh kế hoạch năm học là điều bất đắc dĩ mà ngành giáo dục và đào tạo phải làm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, việc tự giác ôn tập, hoàn thành tổ các bài học online của giáo viên giao cho là phương pháp tối ưu nhất hiện nay. Trong thời gian vừa qua, thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo cho cả nhà trường phối hợp với về phía phụ huynh học sinh các cái phương tiện thông qua học online thì chuyển bài tập về cho các em học sinh để rồi trong cái thời gian các em nghỉ học ở nhà các em vẫn có cái điều kiện để các em tự học rồi ôn lại bài. Cái này thì không chỉ riêng đối với khối 10, khối 11, khối trung học phổ thông mà các khối khác thì triển khai cũng rất là tốt. Tuy nhiên nó cũng gây khó là hiện nay các em không thể học bài mới được. Bài mới thì phải theo đúng chương trình. Cho nên thì cái cách khởi động thì chúng tôi cũng phải duy trì cái cách học trực tuyến online, trao đổi bài giữa thầy cô giáo của trường. Bên cạnh các bài học thì các giáo viên hiện cũng đang tích cực phổ biến cho các em học sinh những kiến thức về vệ sinh trong mùa dịch bệnh để sau khi đi học trở lại, các em biết cách tự bảo vệ cho bản thân, giữ sức khỏe để học tập tốt.